Huyền và mình đến từ Vinmart. Hôm nay mình sẽ khui thùng cho các bạn máy rửa xe Anovi 2006. Hãy cùng mình xem bên trong chiếc thùng này có gì nhé. Củ bơm 100% là bằng lồng thau nhé. Mình sẽ chiếc máy rửa xe này thì là có công suất là 2600 và có lưu lượng nước là 12 lít trên 1 phút. Có bánh xe di chuyển nhé mọi người nhé. Có bánh xe di chuyển qua lại khi mà mình sử dụng thì là nó rất là tiện lợi. Và chiếc máy này thì là sẽ rơi vào khoảng tầm 13 kg, nên là các bạn có thể mang vác di chuyển rất là dễ dàng. Hãy cùng mình lắp các bộ phận và mình sẽ test máy cho các bạn. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp nguồn nước vào nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ gắn cái đầu lọc rác vào. Tiếp theo đến là mình sẽ dùng cái khớp nối để gắn lọc rác thứ cấp. Mọi người chú ý thao tác nhé. Mọi người nhìn kỹ thao tác ạ. Vậy là đã xong phần lắp nguồn nước vào. Bây giờ mình đến phần súng và cũng phần đầu dây xịt ga.
cũng như là để mua hàng cách nhanh nhất, mọi người hãy liên hệ đến website cánhmocviet.vn hoặc là mọi người cũng có thể gọi đến số tổng đài hotline của chúng tôi theo số điện thoại là 024 38 38 3456. Xin bác xin cảm ơn.